Xin chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để mà nhận được những video mới nhất của mình nha. Hãy bấm vào nút đăng ký và bấm vào chuông. Mà khi nào mà có clip mới thì nó sẽ báo. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì đây là mình đang đứng trong một cái vườn mai mà cực kỳ đẹp, với nhiều cây khủng, nhiều cây già cõi. Nó là quá đẹp luôn. Những cây mai quá đẹp, không thể tưởng tượng được. Nếu hầu có lấy được cái nào không? Rất là nhiều gốc mai, phải nói là quá dữ luôn. Khủng quá, thực sự là kinh khủng luôn. Chưa bao giờ thấy vườn mai nào mà nó hoành tráng như này. Đoàn mai bonsai mà những cây rất là to, cây giá rất là cao luôn. Đây, những cái mai người ta đang ghép. Những gốc mà rất là đẹp khủng và rất là quái. Nói chung là tuyệt vời, không thể tả được. Cây người ta đang ghép gốc rất là dữ. Vườn mai này toàn những gốc kinh khủng thôi, vài chục năm thôi. Cái này bao nhiêu anh? 7 triệu à? Đẹp thì biết đẹp rồi, quan trọng tiền. Nhìn sao lại không biết ai đẹp. Bảy triệu.
này đưa rất là đẹp. Lấy cây này nè, chơi cho nó hoành tráng đi. Cái này bao nhiêu vậy? Đó rồi hả? Cây người ta bán rồi, không tiện mà tiết lộ giá. Thực sự vườn mai này thì phải nói là quá là choáng ngợp, vì nó cực kỳ nhiều cây đẹp, còn những cây khủng. Đây có mấy anh đang mùa mai. Cây nào cũng đẹp hết. Đây là những cây trong vườn cây bonsai và dượt ở An Nhơn. Đây là tên vườn này, ba dền. Vườn rất là khủng. Còn mai không? Cây nào cũng cực kỳ đẹp, cực kỳ to. Còn mai bonsai. Đây là những cây bonsai mini rất là đẹp. Quyết luôn. Quyết luôn đi. Nhiều lắm mà. Quan trọng cái đề khác thì anh chưa làm được. Cây đấy anh biết rồi là nó đúng, nếu mà em thề mà anh nhiều lúc như này cơ. Em nghĩ là về thôi rồi luôn, không ai chê cái gì. Cái này tầm như tiền cây này. Tùy triệu mấy, cái này triệu mấy, 2 triệu nữa.
cái cành lâu. Quá là nhiều cây đẹp luôn. Thật sự rất là choáng ngợp khi vô cái vườn bonsai này. Quá nhiều cây đẹp, không thể tưởng tượng được.